Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai. Có những lúc chúng tôi cũng nhớ nhà, hay là nhớ vợ, nhớ con, thì nghe những cái câu của những đứa con của mình cứ hỏi là con nhớ ba quá, khi nào ba về. Cứ như vậy, nhiều khi mình nghe những câu đó mình cảm thấy mình xót xa. Tuy nhiên khi mà mỗi buổi sáng khi mà bạn bước chân vào bệnh viện, bạn cứ nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân chưa được điều trị khỏi, thì bạn lại cứ tiếp tục, bạn cứ lao vào. Nhưng mà khi chúng tôi vẫn còn sức khỏe, các anh em vẫn nghĩ là mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm cho tới khi nào mà mọi người có thể mà trở về cái cuộc sống bình thường. Màu áo trắng bờ lù, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. You saved my life. Thank you. I was very, very ill. I was going to die. Because I am a retired nurse, so I knew I was dying. So I'm very grateful for you. Your doctors are amazing people. Những bông hoa